Thưa quý vị, nhằm hướng đến xây dựng thư viện số, thư viện điện tử, Thư viện Khoa học Tổng hợp Đà Nẵng đã triển khai nhiều ứng dụng như hệ thống tra cứu sách tự động, nâng cấp website và tài liệu để phục vụ bạn đọc trực tuyến, ứng dụng trả lời tin nhắn tự động và các trang sách điện tử. Mới đây, để tự động hóa quy trình làm việc, tạo thêm nhiều trải nghiệm hữu ích cho bạn đọc, Thư viện đã đưa vào sử dụng hệ thống trả sách tự động 24/7, ứng dụng công nghệ RFID. RFID là công nghệ được sử dụng trong hệ thống trả sách tự động 24/7 tại Thư viện Khoa học Tổng hợp Đà Nẵng. Đây là công nghệ đọc số, đăng ký cá biệt tự động, giúp nhận diện và phân loại sách theo từng kho. Với hệ thống này, bạn đọc có thể trả sách ở tất cả các ngày trong tuần, bất kỳ thời gian nào, không cần chờ đợi đến giờ làm việc của Thư viện. Bạn đọc chỉ cần đặt sách vào cửa trả sách và thực hiện các bước theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất quá trình trả sách. Lần đầu trải nghiệm hệ thống trả sách tự động, bạn Lê Thị Thúy Loan rất bất ngờ vì chỉ mất vài giây để hoàn tất thủ tục trả sách. Dạ, lần đầu em làm cái này em thấy rất là nhanh, chỉ cần tốn có vài giây là trả xong rồi, chứ không như lúc trước là phải làm thủ tục giấy tờ đồ nhiều. Dạ, em thấy có cái tự động trả sách này rất là tiện ích, nhanh, phù hợp với lại sinh viên. Không chỉ được thiết kế bảo đảm an toàn cho sách và thông tin của bạn đọc, hệ thống còn có thể phân loại sách, tự động hóa quy trình làm việc, giúp công tác thư viện tinh gọn, hiệu quả hơn. Tuy nhiên, hệ thống này chỉ cho phép trả sách kho mượn, kho thiếu nhi và áp dụng cho những sách còn hạn trả. Sách quá hạn trả thì bạn đọc sẽ nhận được thông báo và phải liên hệ với thủ thư thư viện để hoàn tất việc trả sách. Hệ thống trả sách tự động 24/7 tại Thư viện Khoa học Tổng hợp Đà Nẵng mới được đưa vào sử dụng trong vòng một tuần, nên là sẽ có nhiều sự mới mẻ. Khi mà bạn đọc có những cái nhu cầu cần tìm hiểu thêm về cách sử dụng thì thủ thư thì liên hệ trực tiếp thủ thư và thư sẽ có những hướng dẫn trực tiếp và cụ thể hơn cho bạn đọc. Đây là hệ thống trả sách 24/7 đầu tiên trong hệ thống thư viện công cộng ở Việt Nam và là bước đột phá quan trọng trong công tác chuyển đổi số của thư viện, góp phần tiết kiệm thời gian, nhân lực và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của bạn đọc trong giai đoạn hiện nay.